Ok các bạn thì hôm nay mình sẽ chia sẻ ngắn gọn về cái cách mà chúng ta dip nha. Thì khi mà các bạn dip các bạn cố gắng các bạn sơn cái nước base đây, các bạn cố gắng xoay tay của khách, để các bạn thấy mình xoay không? Mình xoay tay của khách để chi? Để mình thấy được cái phần cạnh bên hông của móng để chúng ta có thể sơn được cái nước base. Khi mà các bạn thấy thì các bạn có thể đưa được cái nước base vào tận bên trong của cái vòng da. Thì như vậy thì các bạn cũng đỡ. Thứ nhất là các bạn sẽ đỡ được đỡ bị tràn cái nước base này lên da của khách là tại vì các bạn đã thấy được cái vòng da và các bạn có thể dừng là tại cái điểm của vòng da và sau đó thì cái nước bay nó sẽ tại đó thôi và các bạn dip vào trong bột thì bột nó chỉ đến đó là đến đó nó không bị tràn lên cái vòng da đấy nhưng mà trong quá trình mà các bạn dip và lỡ như các bạn có tràn vòng da thì các bạn cố gắng chùi giúp mình nhé đừng để cho cái bay nó lên da và sau đó các bạn nhúng vào trong bột thì cái bột nó sẽ dính lên da luôn một lát nữa các bạn chạy máy các bạn sẽ sợ và các bạn không dám chạy thì cái, như vậy thì cái các bạn sẽ không tách được cái vòng da và cái phần bột nha đấy các bạn nhớ Lưu ý với mình là khi mà các bạn dip cố gắng xoay tay của khách, vì các bạn là người cầm cái ngón tay của khách thì các bạn có thể có quyền xoay qua xoay lại để chi để cho cái quá trình mà các bạn làm nó không bị cản trở bởi cái tầm nhìn. Đúng không các bạn? Đấy, các bạn thấy không? Mình xoay cái tay của khách để cho cái tầm nhìn mình có thể lọt vào trong cái cạnh của cái ngón tay của khách để các bạn có thể đưa cái base vào bên trong để các bạn có thể dip cho nó thật là kỹ. Tại vì mình thấy có rất là nhiều bạn không xoay cái tay thì thành ra cái base nó không đi vào tận cái cái cạnh của móng thì thành ra các bạn dip vào trong bột thì hai bên cạnh của móng nó sẽ thiếu cái bột đi và khi mà các bạn rửa xong thì nó sẽ lòi ra cái phần móng hai bên mà hai cái phần đó là nó sẽ không có bột đấy thì như vậy thì cái móng của chúng ta cái thẩm mỹ nó sẽ không có và nó sẽ rất là xấu các bạn nhiều người khách khó thì họ sẽ dịnh các bạn và bắt các bạn nhúng lại từ đầu để các bạn nhớ nha, cố gắng dip cái lớp base vào tận bên trong của cái vòng da thì thành ra như vậy móng của các bạn sẽ đều và đẹp hơn. Ok thì video này mình sẽ tạm dừng tại đây. Hy vọng là các bạn sẽ thích video của mình nhé. Nếu thích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh nha các bạn. Bye bye.